Bitcoin đâm mạnh về 25k vì SpaceX, 200 triệu đô BNB bắt đầu bị thanh lý. Hi, xin chào mọi người, mình là Irene đến từ Coin68 và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với số tiếp theo của series tuần qua có gì. Trong series này thì Irene sẽ cùng anh em điểm lại những tin tức hot nhất trong tuần để anh em có thể có cái nhìn tổng quan về thị trường crypto và nắm được những thông tin quan trọng trong thế giới blockchain. Và hôm nay chúng ta sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Đầu tiên là Bitcoin, Ethereum pump dump vì tin SpaceX, ETF future BNB bắt đầu thanh lý khoản vay 200 triệu đô. Thứ hai là về Seminet, Airdrop và list sàn Binance nhưng lại khiến dân tình phẫn nộ. Thứ ba là Binance hủy niêm yết cặp giao dịch cuối cùng của Serum. Tin tức tiếp theo là về cựu tổng thống Donald Trump sở hữu ví 5 triệu đô USD ETH và ngoài ra thì còn rất nhiều tin vắn đáng chú ý khác, anh em hãy cùng theo dõi nhé. Và trước khi đến với video ngày hôm nay thì Coin68 TV xin gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ của video, đó chính là sàn giao dịch Xnet. Xnet thì là công ty giao dịch tài chính đa tài sản, uy tín và dẫn đầu, được lựa chọn và yêu thích ở trên toàn thế giới. Với hơn 53.000 đối tác và hơn 1 triệu USD tiền hoa hồng đã được chi trả thì Xnet đã chứng tỏ được sức hút của mình với các nhà đầu tư ở trên toàn cầu. Trước đó thì chúng ta cũng đã sơ lược về chương trình đối tác độc quyền của Xnet. Hôm nay thì Coin68 TV sẽ giới thiệu chi tiết hơn về chương trình này cho anh em. Và chương trình này thì đặc biệt sẽ dành cho những anh em đang muốn tăng thêm thu nhập ở trên thị trường CFD. Thị trường CFD thì là một thị trường năng động với hơn 7,5 nghìn tỷ USD khối lượng giao dịch hàng ngày theo dữ liệu từ BIS tháng 4 năm 2022. Và ngoài ra thì chương trình này sẽ phù hợp cho những anh em đang muốn kinh doanh 24/7 và trở thành đối tác giá trị của Xnet. Hiện tại thì chương trình đối tác của Xnet thì là một trong những chương trình đối tác tốt nhất ở trên thị trường. Từ việc là giới thiệu khách hàng mới và tham gia giao dịch ở trên sàn thì anh em có thể được hưởng một mức hoa hồng siêu hấp dẫn. Cụ thể như sau, thứ nhất là theo chương trình đối tác IB, hưởng hoa hồng từ spread là phí giao dịch theo chế độ trọn đời. Các cấp bậc chính của chương trình IB này thì anh sẽ để trên màn hình cho anh em cùng theo dõi. Là về biến động lớn vào ngày 18 tháng 8, Bitcoin đâm mạnh về 25k vì SpaceX, BNB bắt đầu bị thanh lý. Theo tờ Wall Street Journal, thì công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã bán 373 triệu USD Bitcoin trong năm 2022 và 2021. Thông tin này thì được lấy ra từ tài liệu mật về tình hình tài chính của SpaceX được Wall Street Journal thu thập. Mặc dù vậy thì bài báo không nói rõ thời điểm mua, bán và lượng Bitcoin mà SpaceX có thể còn đang nắm giữ. Như trước đây Coin68 đã đưa tin thì một công ty khác của tỷ phú Elon Musk là Tesla cũng từng có lúc đầu tư 1,5 tỷ USD vào Bitcoin, xong cũng đã bán dần số Bitcoin này với số lần gần đây nhất là bán 938 triệu USD Bitcoin vào tháng 7 năm 2022. Kể từ đó thì Tesla đã có 4 quý liên tục không bán thêm Bitcoin nào trong vòng 4 quý kinh doanh liên tiếp, vẫn nắm giữ 184 triệu USD Bitcoin. Do vậy thì có thể là SpaceX đã bán chung Bitcoin với Tesla, tức là vào thời điểm tháng 7 năm 2022, nhưng đã không bố thông tin này ra ngoài. Mặc dù vậy thì có rất nhiều luồng ý kiến nhận định rằng SpaceX không phải lý do duy nhất khiến cho Bitcoin sập, mà còn được cộng hưởng với rất nhiều thông tin như là thời điểm SEC ra quyết định về đề xuất chuyển đổi quỹ GBTC của Grayscale sang ETF thời điểm vào ngày 18 tháng 8. Cũng như là thông tin về nguy cơ phá sản của tập đoàn bất động sản Evergrande. Giá của Bitcoin thì ngay lập tức đã phản ứng tiêu cực trước thông tin trên. Sau khi điều chỉnh về 27k7 vào khuya ngày 17 tháng 8 thì đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã tiếp tục đâm sâu về 25k trên sàn Binance, sụp đến 12,6% so với cách đó 24 giờ. Đây là đồ thị 1D của cả BTC USDT vào thời điểm quay video này. Mức giá này thì cũng là mức giá thấp nhất của Bitcoin kể từ ngày 15 tháng 6. Theo CoinGlass thì 12 giờ gần nhất đã chứng kiến 1 tỷ đô la Mỹ lệnh phái sinh bị thanh lý ở trên thị trường tiền mã hóa với 81% là lệnh long. Tổng lượng lệnh phái sinh của BTC bị cháy là gần 485 triệu USD, trong khi đó ETH thì là 301 triệu USD. Ngoài ra thì lượng thanh lý các giao thức DeFi trong 12 giờ gần nhất thì cũng đạt mức là 75 triệu USD, mức cao nhất trong năm 2023 được ghi nhận. Theo ước tính của Parsec, nếu như ETH giảm về 1.480 thì sẽ có thêm 268 triệu USD tài sản thế chấp ở trên Ethereum bị thanh lý. Ngoài ra thì việc thị trường đâm còn dấy thêm lo ngại về việc một trong những quả bom nổ chậm khác là khoản tiền 913.000 BNB được hacker tấn công vào cầu nối BNB Bridge vào tháng 10 năm 2022 thế chấp để vay stablecoin. Lượng tiền khoảng 200 triệu đô la Mỹ này thì sẽ bị thanh lý nếu như giá BNB rơi về vùng 219 cho đến 220 đô la Mỹ.
rạng sáng ngày 18 tháng 8 trong cú đâm của thị trường thì đã có lúc giá của BNB bị bán tháo về tận 212.5 USD ở trên sàn Binance. Đây là ngưỡng giá trị thấp nhất của BNB kể từ tận tháng 6 năm 2022. Giá của BNB ở thời điểm quay video này thì đã hồi phục lên mốc là 218 USD, nằm suýt soát ngay trên ngưỡng thanh lý mới được cập nhật là ở 217.3 USD. Tuy nhiên, theo quan sát từ nhiều người và dữ liệu từ DeFi Llama thì số BNB Chain vẫn chưa bị thanh lý. BNB Chain vào hồi tháng 6 thì đã thông báo với cộng đồng rằng trong trường hợp health factor của khoản vay giảm dưới mốc là 1.0, tức là đạt đến ngưỡng thanh lý thì dự án sẽ vào cuộc và tiếp nhận khoản nợ xấu từ Venus. Sau đó thì sẽ thanh lý một cách thủ công nhằm tránh việc để BNB bị hệ thống của Venus tự động xả trực tiếp ra thị trường. BNB Chain thì sau đó còn nạp thêm 60 triệu đô và địa chỉ được chỉ định là tiếp quản khoản vay của hacker BNB Chain để chuẩn bị. Tuy nhiên thì có người đã chỉ ra rằng địa chỉ ví được chỉ định thanh lý của BNB Chain thực chất đã thực hiện giao dịch để bắt đầu thanh lý khoản vay nhưng lại gặp một số thất bại và quyết định từ bỏ. Binance thì trong thời gian vừa qua được cho là đã gia tăng tần suất mở bán các dự án thông qua Launchpad và Launchpool, điển hình như hai dự án là Sway và CyberConnect vừa rồi, để giữ cho giá của BNB không giảm về vùng 220 đô. Tin tức thứ hai đó chính là giá của Sway Network, token Sway thì đã giảm 28% khi mà người dùng bắt đầu nhận airdrop. Vừa qua thì chỉ trong 24 giờ, giá của Sway Network đã ghi nhận giảm hơn 28% khi dự án cuối cùng thì cũng đã mở cổng airdrop cho người ủng hộ sớm. Xong càng tiếp tục gây phẫn nộ khi mà lượng tiền airdrop không đúng với kỳ vọng của các nhà đầu tư. Sway Network thì là một blockchain layer 1 được không ít các nhà đầu tư đặt niềm tin kể từ cuối năm 2022. Thế nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Đến ngày 15 tháng 8 vừa qua, Sway Network đã chính thức triển khai mainnet và niêm yết token Sway lên nhiều sàn lớn. Tuy nhiên, thay vì tổ chức airdrop token cho người ủng hộ như đã hứa thì Sway Network lại trì hoãn thời gian airdrop với lý do ban đầu không hứa hẹn thời điểm trả token cụ thể, khiến không ít người chỉ trích dự án. Đến sáng ngày 17 tháng 8 thì cổng airdrop token mới được mở nhưng lại gia tăng số lượng ví nhận airdrop từ 500.000 lên 1,5 triệu ví, tức là x3 số ví hiện tại, trải dài trên nhiều blockchain bao gồm Ethereum, Polygon, Arbitrum, BNB Chain, Solana, Optimism và một số các chain khác. Theo quan sát thì lượng token mà mỗi người được nhận là không nhiều, quy ra giá trị thì chỉ được khoảng 50 đô là tối đa. Cộng với việc dự án không công bố tiêu chí airdrop rõ ràng thì làn sóng phẫn nộ ngày càng gia tăng. Hashtag là Sway Scam ở trên X, Twitter thì hiện đã có hơn 58.000 bài đăng trong 24 giờ vừa qua, cho thấy sự thất vọng vô cùng lớn của các nhà đầu tư khi mà bỏ ra lượng lớn công sức đồng hành cùng Sway từ tận năm 2022, nhưng phần thưởng nhận lại không xứng đáng. Giá Sway trong khoảng thời gian này thì đã giảm 28% từ mốc 0.2 đô la Mỹ về mốc 0.17 đô la Mỹ ở thời điểm thực hiện video này. Tin tức thứ ba đó chính là Coinbase được cấp phép giao dịch crypto future tại Mỹ. Coinbase được cấp phép giao dịch crypto future tại Mỹ vào chiều ngày 16 tháng 8 năm 2023 theo giờ Việt Nam. Cộng đồng thì đã chứng kiến một chuyển biến tích cực từ thị trường Mỹ. Coinbase, sàn giao dịch crypto lớn nhất ở xứ sở cờ hoa, đã chính thức được Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia NFA cấp phép giao dịch future. Cụ thể thì NFA là một tổ chức của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai CFTC đã cho phép Coinbase vận hành với vai trò là một thương gia giao dịch hợp đồng tương lai FCM. Như vậy thì Coinbase đã trở thành sàn giao dịch crypto đầu tiên mở giao dịch spot và future có đòn bẩy dành cho công dân ở Mỹ. Đây quả là một bước tiến lớn không chỉ riêng với Coinbase mà còn đối với thị trường tiền mã hóa ở Mỹ nói chung. Sau quãng thời gian dài bị đàn áp pháp lý khiến nhiều công ty và tổ chức crypto phải thu hẹp hoạt động như những cái tên mới nhất là Market Maker GSR, cuối cùng thì thị trường đã được chứng kiến một trang mới tươi sáng hơn. Coinbase đã nộp đơn đăng ký giấy phép FCM từ tháng 9 năm 2021 và đã chờ đợi gần 2 năm để được nghe tin mừng này. Sàn thì cho biết mảng phái sinh chiếm đến 75% khối lượng giao dịch của toàn thị trường tiền mã hóa toàn cầu. Vì vậy, đây là mảng vô cùng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của một sàn giao dịch giúp kích cầu dòng tiền. Cả CFTC và SEC thì đều cạnh tranh lẫn nhau để trở thành cơ quan được cấp quyền giám sát thị trường tiền mã hóa. Có thể thấy sự cạnh tranh này là ở việc cấp giấy phép vừa qua. Trong khi SEC thì yêu cầu sàn Dailycoin thì CFTC lại cho phép sàn mở giao dịch future. Nhìn chung thì đây vẫn là một cột mốc lớn đáng chú ý đối với Coinbase, nhất là khi so sánh với những sàn từng được xem là đối thủ đáng gờm là Binance US hay là FTX US. Trong khi cũng phải đối mặt với vụ kiện từ SEC tương tự như Coinbase, thế nhưng Binance US lại phải tinh gọn bộ máy, hủy niêm yết nhiều cặp spot, ngừng giao dịch OTC và phải chịu cảnh thị phần bị giảm sâu.
Tin tức tiếp theo là về hồi kết của Serum. Binance đã hủy niêm yết cặp giao dịch cuối cùng, giá của Esmeral thì đã đâm về lòng đất. Hệ sinh thái Solana thì tiếp tục chứng kiến sự suy yếu nghiêm trọng vì dòng tiền và người dùng đã không còn quá mặn mà. Nhiều dự án xây dựng trên Solana thì đã buộc phải chuyển nhà sang các hệ khác, cắt giảm nhân sự như là Star Atlas và thậm chí là ngừng hoạt động như là Serum. Serum thì vốn dĩ là sàn DEX đình đám một thời, là cái tên từng được FOMO hết mực và thủa Solana vẫn còn được tung hô. Serum thì đã khiến cộng đồng vô cùng ngậm ngùi tiếc nuối khi mà thừa nhận không cần hoạt động vào hồi cuối tháng 11 năm 2022. Khi đó thì vì bị ảnh hưởng nặng nề từ cú sụp đổ FTX Alameda thì đội ngũ của Serum đã phải fork dự án nhưng không thành công. Hơn nữa thì Binance cũng đồng thời hủy niêm yết nhiều cặp giao dịch của Serum, chỉ để lại cặp Esmeral BUSD khiến cho token thanh khoản ít ỏi. Từ đó đến nay thì đã nửa năm trôi qua, token Esmeral thì vẫn được giao dịch trên một số sàn nhưng volume đã không đáng kể. Có thể thấy rằng Serum thì đã không còn nhận được sự chú ý của cộng đồng, trong khi Solana thì phải chật vật cạnh tranh với các dự án Layer 1, Layer 2 mới ra mắt gần đây. Và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Cặp giao dịch Esmeral cuối cùng, Esmeral BUSD thì cũng đã bị Binance hủy niêm yết, đặt dấu chấm hết cho dự án đỉnh đám một thời. Cụ thể thì theo thông báo, Binance sẽ hủy niêm yết Esmeral vào lúc 10 giờ sáng ngày 22 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Giá của Esmeral thì nhanh chóng giảm hơn 20%, ở thời điểm quay video này thì đang dao động quanh mốc là 0,058 USD. Trước đó thì cộng đồng crypto còn phát hiện ra Twitter cũ của Serum đã đổi tên thành Luca và có những động thái shill cho các meme coin NFT. Tin tức tiếp theo là việc cộng đồng phát hiện ra một cá voi mới, chính là cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông đang sở hữu một chiếc ví ETH trị giá hơn 5 triệu đô. Sau 2 đợt phát hành NFT với giá 99 đô thì ông Trump đã thu về hơn 26 triệu đô la Mỹ trong khối lượng giao dịch theo như OpenSea. Cựu tổng thống Mỹ thì dường như sắp có danh xưng mới khi mà sở hữu tài sản kếch xù song song với việc kinh doanh thuận lợi từ bộ sưu tập NFT gây tranh cãi của mình. Trong báo cáo mới nhất thì Trump đã được ghi nhận là kiếm tới hơn 4,9 triệu đô la Mỹ từ thỏa thuận cấp phép NFT với công ty NFT Inc. LLC. Công ty này thì chính là tổ chức đã chịu trách nhiệm cho hai đợt phát hành Trump NFT và thu về hàng triệu đô la Mỹ trong doanh số bán hàng và tiền tác quyền. Ngoài ra thì báo cáo này cũng cho thấy hiệu quả kinh doanh đạt 2,8 triệu đô la Mỹ cùng xu hướng gia tăng đáng kể của các chỉ số tài chính khác. Về vấn đề này thì đại diện của Crew cũng chưa có thêm phản hồi mới nào. Ngay sau đó không lâu thì nền tảng on-chain Arkham Intelligence cũng đã công bố địa chỉ ví được xác định là của Trump như ở trên màn hình. Phía Arkham thì cũng cho biết thêm số liệu này đã được dẫn chứng từ báo cáo tài chính hôm 4 tháng 8 và các thông tin hiển thị đều khớp với số dư hiện tại của chiếc ví liên quan đến phí tác quyền lớn nhất thế giới của Trump NFT. Nhà phân tích của The Block Researcher là Brad Kay thì cho biết các khoản phí tác quyền của bộ sưu tập đã thu về 2,6 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó thì có 4 địa chỉ ví lưu trữ một khoản ETH trị giá khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Như đã đề cập trong báo cáo tài chính ở trên thì khoản doanh thu từ thỏa thuận cấp phép NFT là 2,8 triệu đô la Mỹ, khá tương đồng với số tiền được giữ trong 4 ví nói trên. Một lần nữa thì tranh cãi lại nổ ra khi bên phía công ty NFT Inc. LLC khẳng định trên trang website của mình rằng hoạt động giao dịch của 4 ví đó là một khoản thu khác chứ không phải do công ty sở hữu. Theo như báo cáo tài chính mà Crew công bố thì Trump là người quản lý kiêm chủ tịch, thư ký và thủ quỹ của CIC Digital LLC. Bên phía The Block thì cũng đã gửi email nhằm xác nhận sự thật nói trên, nhưng hiện thì vẫn chưa thấy động thái mới nào. Tính tới thời điểm quay video này thì doanh thu của bộ sưu tập trên ở trên OpenSea đã tăng 75% trong vòng 24 giờ qua và giá sàn hiện tại thì đang ở mức là 0,1186 ETH. Bộ sưu tập này thì đã từng cháy hàng với 45.000 NFT được phát hành trong vòng vài giờ và tăng 500% sau những cáo buộc hình sự trước thềm tái tranh cử năm 2024 của vị chính trị gia này. Tiếp theo thì anh em hãy cùng Irene đi điểm qua một vài tin nhắn đáng chú ý trong tuần nhé. Đầu tiên là Tether ngừng phát hành stablecoin USDT trên 3 blockchain. Tether, công ty đứng đằng sau đồng stablecoin hàng đầu thị trường hiện nay là USDT thì đã thông báo ngừng phát hành USDT trên 3 blockchain là Oni, Bitcoin Cash và Kusama. Lý do cho quyết định này là do nhu cầu từ người dùng đã không còn đáp ứng như trước. Oni thì là giao thức xây dựng trên nền của Bitcoin và là Bitcoin blockchain đầu tiên được Tether hỗ trợ khi ra mắt USDT vào năm 2014. Người dùng thì sẽ có 12 tháng để quy đổi USDT từ Oni, Bitcoin Cash và Kusama về tiền mặt hoặc là chuyển đổi sang phiên bản 13 blockchain khác mà Tether đang hỗ trợ. Các blockchain mà Tether vẫn đang hỗ trợ bao gồm Ethereum, Tron, Solana, Avalanche, Tezos, Kava, EOS, Algorand, Liquid, Polkadot, Near và Polygon.
Số lượng USDT ở trên các blockchain như là Omni, Bitcoin Cash và Kushana thì là rất nhỏ so với các blockchain khác như là Tron và Ethereum. Tether thì cho biết thêm rằng việc ngừng phát hành USDT trên Omni thì là do nền tảng này thiếu hoạt động crypto cần thiết để duy trì lâu dài. Tether thì cũng cho biết họ đang phát triển hệ thống Smart Contract RGB có khả năng hoạt động trên Layer 2 hoặc là Layer 3 của Bitcoin. Và sau khi RGB được triển khai thì Tether sẽ mang USDT trở lại một blockchain có nền tảng là Bitcoin. Trong báo cáo quý 2 năm 2023 thì Tether đã tiết lộ lợi nhuận hơn 1 tỷ đô la Mỹ từ việc nắm giữ tài sản bảo chứng cho USDT dưới dạng tín phiếu kho bạc Mỹ với tổng giá trị là hơn 72,5 tỷ USD. Vốn hóa thị trường của USDT thì cũng đã tăng lên mức kỷ lục mới là 83,4 tỷ USD, mặc dù thị trường tiền mã hóa thì gặp khó khăn. Vừa qua thì giá của USDT thì đã trải qua biến động và hiện thì vẫn chưa thể trở lại mốc 1 đô la Mỹ sau khi trải qua sự depeg đáng kể trên các sàn giao dịch DEX như là Curve hay là Uniswap vào tháng 8 năm 2023. Đây thì được xem như là lần depeg sâu nhất của USDT kể từ sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm 2022. Thông tin ngắn cuối cùng là về việc Singapore công bố bộ quy định phát hành stablecoin. Cơ quan tiền tệ của Singapore, hay viết tắt là MAS, thì đã công bố quy định mới về stablecoin vào ngày 15 tháng 8, đòi hỏi các tổ chức phát hành stablecoin thì phải đảm bảo tính ổn định, vốn, khả năng quy đổi và minh bạch được quản lý bởi MAS. Các quy định này thì bao gồm là trả stablecoin cho khách hàng trong vòng 5 ngày làm việc, công khai kết quả kiểm toán, duy trì tài sản dự trữ tương đương ít nhất 100% số stablecoin lưu hành và vốn cơ sở tối thiểu là 1 triệu đô la Sing hoặc một nửa chi phí hoạt động hàng năm. Hiện chỉ có USDC của Circle thì được cấp phép hoạt động tại Singapore, cho thấy đáp ứng các yêu cầu quy định. MAS thì cho biết là stablecoin có thể đóng vai trò là một phương tiện trao đổi đáng tin cậy để hỗ trợ đổi mới và mua bán tài sản kỹ thuật số on-chain. Bộ quy định trên thì xuất hiện trong bối cảnh Hạ viện Hoa Kỳ thì đang thảo luận về việc ban hành luật chính thức cho stablecoin và Singapore thì vốn là quốc đảo đã tích cực thực thi pháp lý với crypto từ xưa tới nay. Vậy là vừa rồi, anh em đã cùng Aileen điểm qua những thông tin đáng chú ý trong tuần vừa qua cùng với series tuần qua có gì. Anh em nghĩ sao về những thông tin trên? Hãy cùng comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coi 68 TV cũng như là ấn vào nút chuông nhỏ nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ tụi mình. Mình là Aileen và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!